Cảm ơn. Cảm ơn nha. Bác gái à, trong điện thoại bác nói với con là có chuyện muốn nhờ con. Có chuyện gì vậy? Ở đây đều là người nhà, vậy thì bác xin nói thẳng. Là như vậy, ông chủ của bác có kêu bác điều tra chuyện của Tôn Kiến Đình hôn mê. Bác đang nghĩ là thôi thì rủ nghiệp viên Lý cùng đi với bác. Cuối cùng hai người vừa bước vào phòng đặc biệt thì nhìn thấy trên bàn có một chén súp bào ngư đang uống dở. Tuy là Trương Minh Kiệt nói là hắn uống, nhưng mà bác nhìn sắc mặt của Tôn Kiến Đình so với một người bình thường còn tốt hơn nhiều. Với lại miệng của hắn còn dính mỡ chưa có lau sạch. Cho nên bác thực sự nghi ngờ Tôn Kiến Đình hôn mê là giả. Sau đó bác đã dùng cách bấm quyệt bàn chân để thử. Bác và nghị viên Lý đều cảm thấy hắn đã đau tới người rung lên luôn. Đúng vậy, Trương Minh Kiệt và hắn đâu phải là thân thiết gì, nhưng mà anh ta lại dành thời gian tới chăm sóc hắn một ngày ba bữa. Chuyện này đúng là kỳ lạ, chắc chắn có vấn đề gì trong này. Nhưng mà tại sao Tôn Kiến Đình lại phải giả hôn mê? Trương Minh Kiệt là trợ lý của Dư Mỹ Phụng. Bác nghĩ là rất có thể Tôn Kiến Đình và Dư Mỹ Phụng, hai người này âm mưu với nhau, cố tình hãm hại Diệp Dĩ Bá, sau đó tìm cách giành quyền quản lý tập đoàn Á Châu. Con coi, thứ thị trưởng vô lương tâm như vậy, bây giờ bác định lập một kế hoạch để thử hắn, tìm cho được bằng chứng hắn giả hôn mê để minh oan dùng Diệp Dĩ Bá. Làm sao thử đây? Ở đây bác có một bản kế hoạch. Tổ chức tiệc cầu phúc cho Tôn Kiến Đình sao? Đúng vậy. Tôn Kiến Đình vừa mới nhậm chức nhưng vì bị thương đã hôn mê. Bác sẽ lợi dụng chuyện này xin cấp trên của đơn vị này cho tổ chức. Nhưng mà khả năng của một mình bác có hạn. Bác mong hai con có thể giúp bác. Alo, alo, thử máy, thử máy. Thị trưởng Tôn, anh phải cố lên đó. Tất cả chúng tôi đều rất nhớ anh. Anh không được chết đâu nha. Lưu Quế Phân, bà dựa vào đâu tự ý quyết định tổ chức hoạt động cầu phước này? Trương Minh Kiệt, hoạt động cầu phước này là tấm lòng của tất cả người dân đối với thị trưởng Tôn. Tôi chỉ là thực hiện tâm nguyện của họ tổ chức. Vậy xin cho hỏi, tôi làm gì mà tự ý quyết định? Anh lạ thiệt đó. Chúng tôi là muốn cầu phước cho thị trưởng. Bây giờ thị trưởng hôn mê bất tỉnh, anh đang khẩn trương gì vậy? Hay thực chất là anh không muốn anh tỉnh lại? Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Bây giờ thị trưởng hôn mê bất tỉnh, cô tổ chức hoạt động cầu phước này thì anh sẽ tỉnh lại sao? Làm vậy chỉ là mê tín, lãng phí tài nguyên xã hội. Tôi muốn mấy người lập tức hủy bỏ. Nè Trương Minh Kiệt, chúng tôi làm hoạt động cầu phước là lấy tiền của anh sao? Anh kích động quá làm gì? Tóm lại, mấy người chính là không được ở đây làm hoạt động này. Làm hoạt động ở gần bệnh viện như vậy sẽ làm ảnh hưởng các bệnh nhân ở trong bệnh viện. Làm vậy coi như là phạm pháp rồi. Chuyện này anh cứ việc yên tâm. Mỗi một bệnh nhân ở trong bệnh viện tôi đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi. Tôi cũng có nói trước với họ, nhưng mà còn một người tôi quên nói trước với anh ta. Nhưng mà bây giờ người này hôn mê bất tỉnh nằm ở trong đó, tôi tin là có lẽ anh ta cũng đồng ý. Đó chính là người chúng tôi kính yêu nhất, Tôn Kiến Đình, thị trưởng Tôn. Phải đó. Nếu anh có cách giúp thị trưởng Tôn bây giờ lập tức xuất hiện ở đây, hoạt động cầu phước của chúng tôi không cần phải làm nữa đâu ha. Anh, mình có nói thế nào cũng nói không lại họ. Mình nghĩ mình mau vào trong nói cho Tôn Kiến Đình biết quan trọng được. Không được, Trương Minh Kiệt, hôm nay anh phải cho thêm vài người tới giữ trước cửa phòng, không được cho họ xông vào, có biết chưa? Được, tôi biết rồi, anh đi tập. Các vị, vừa rồi lúc các vị bước vào, có lẽ đã nhìn thấy bàn bên tay trái của tôi có rất nhiều đèn cầy. Bây giờ cũng đã mang tới cho các vị từng người rồi. Bây giờ chúng ta hãy đốt ngọn lửa cầu phúc từng người một, giúp thị trưởng Tôn của chúng ta chỉ dẫn con đường về nhà.
Tôn Kiết Đình, thị trưởng Tôn, anh có thấy không? Anh có thấy chúng tôi đang cầu phúc cho anh không? Thời tiết lạnh như vậy, đêm tối giá buốt như vậy, anh một mình đừng có hoảng sợ. Có lời chúc phúc của chúng tôi bên cạnh anh, chúng tôi sẽ không bỏ lại anh cô đơn lẻ loi một mình. Đơn độc cô thế, không biết là phải về đâu đâu. Lưu Quế Phân, bà đúng là thất đức mà. Tôi còn sống sờ sờ ở đây, đốt đèn cày giùm tôi cái gì chứ? Không chừng lát nữa còn đốt nhang gì đó để gia quyến tạ lễ. Bây giờ chúng tôi xin mời gia quyến của Tôn Kiến Đình, thị trưởng Tôn bước lên đây. Thôi, hai vị thông cảm chưa? Trương Minh Kiệt à, anh làm theo lời dặn của thị trưởng canh cửa dùm ảnh hay sao? Kể ra đã làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng mà ở trên đời này không có lý do nào ngăn cản người thân vào thăm thân nhân của mình hết. Hay là như vậy đi, anh cứ đưa hai người họ vào trước. Vì Nhân Phụng và mọi người chỉ muốn đưa thiệp chúc phúc cho thị trưởng Tôn của người dân mà thôi. Đặt trên đầu giường của ảnh cầu phúc cho ảnh, có lẽ cũng đâu có gì đâu hả? Nếu như vậy anh vẫn muốn ngăn cản, tôi đành dùng thân phận của người thân báo với bệnh viện, nhờ bác sĩ tới mở cửa giùm chúng tôi. À, khoan đã, không cần rắc rối như vậy. Chỉ là đưa mấy tấm thiệp thôi mà, có lẽ là được. Nhưng mà chỉ có thể để chủ tịch Trịnh và anh Tô Ký Trí vào, bởi vì hai vị đây mới chính là người thân. Còn cô Giang có lẽ là phải để ở bên ngoài rồi. Tôi đâu có gì, tôi không nhất thiết phải vào. Tôi chỉ đi theo để quan tâm thôi mà. Thôi thì hai người cứ vào trong đi, con ra ngoài trước. Xin mời. Họ đã vào rồi, mau chóng tiến hành bước kế tiếp đi. Lại rồi. Sao hả? Nhìn có rõ không? Có, nhìn rõ lắm đó. Nhìn nét mặt của Tôn Kiến Đình kìa, thật mắc cười. Bạch Tuyết à, cô cầm điều khiển đi, tôi đi phỏng vấn hắn. Được. Để cẩn thận. Các vị, tôi thật sự rất là cảm động. Có lẽ đây là kết quả chúng ta đã nỗ lực phối hợp với nhau. Đây không những là sự tỉnh lại của công chúng, mà còn là sự tỉnh lại của thị trưởng Tôn. Đúng là ông trời đã cảm nhận được lòng thành của chúng ta. Trời ơi, tình hình bây giờ là sao? Sao khi không lại hiện lên cờ quốc tang vậy? Mau lên, chúng ta mau ra ngoài. Nếu không lát nữa có người vào đây, khi đó muốn giải thích sẽ càng khó khăn hơn. Đi chữ ra, khoan đã. Bây giờ bên ngoài người tới đây cầu phúc đang la lối ầm sụp, họ rất có thể sẽ xông vào đây. Tôi nghĩ là anh cứ ở trong đây, đừng có ra ngoài, như vậy sẽ tốt hơn. Thôi được rồi, anh ra ngoài coi tình hình thế nào, mới giờ báo tôi biết. Nghị viên Lý, theo tình hình này cho thấy rất có thể thị trưởng Tôn sẽ bỏ trốn. Bây giờ giao cho cô khống chế hiện trường này, tôi đi bắt hắn. Được. Các vị, hình ảnh đặc sắc vừa rồi, bây giờ chúng ta hãy xem lại một lần nữa. Nhìn lên, tôi kiếm tình rất có thể sẽ bỏ trốn, mau đi bắt hắn lại. Xin lỗi, bây giờ thị trưởng cần nghỉ ngơi, bất cứ ai không được vào làm phiền. Tôi là phóng viên mà, tất cả người dân ở đây đều rất là quan tâm tới sức khỏe của thị trưởng. Tôi muốn nói tất cả mọi người đều có quyền biết về chuyện này, cho nên xin các vị cho tôi được vào trong phỏng vấn. Tôi muốn giúp cho mọi người làm rõ xem thị trưởng của chúng ta đã tỉnh lại hay chưa. Xem ra nếu mình không bỏ trốn, để bị bắt rất khó mà giải thích. Bây giờ bỏ trốn vẫn có thể giải thích là đó chỉ là video clip, mình tuyệt đối không được để lộ. Bây giờ chỉ có một mình Hiểu Đình,
Trương Minh Kiệt có thể khống chế cô ta. Vậy thì họ không thể đuổi theo mình. Nếu mình không nhân cơ hội này bỏ trốn, lát nữa đám phóng viên tới, muốn chạy thì quá trễ rồi. Thị trưởng Tôn mà, anh tỉnh rồi sao? Anh tính đi đâu vậy hả? Thị trưởng Tô mà, xin chúc mừng anh nha. Anh vừa mới tỉnh lại đã chạy nhảy lung tung rồi. Có lẽ anh mừng lắm phải không nào? À phải, anh hôn mê lâu như vậy, anh có chuyện gì muốn nói với người dân của anh không? Nè, phát biểu vài lời đi. Nè, anh cho phép mấy người vào phòng của tôi, hả? Ê, nè, thị trưởng Tôn camera còn đang quay. Xin hãy cười lên. Giang Hiểu Đình, cô dám gài bẫy tôi? Ai thèm gài bẫy anh chứ? Rõ ràng anh muốn chơi xỏ quần chúng nhân dân còn gì. Thị trưởng Tôn à, bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, cần anh phải ra mặt nói cho rõ ràng. Để coi anh còn muốn giải chết tới bao giờ. Thị trưởng Tôn, cái này là bằng chứng anh tịch thu đất đai ở sư đầu bất hợp pháp. Anh có muốn xem lại hay không? Sư đầu hay là anh có muốn giải thích gì với mọi người không? Tôi không muốn xem. Sức khỏe của tôi vừa mới bình phục, tôi không thể đọc được. Như vậy sao? Nếu như vậy kêu người dân tự xem là được rồi. Nè, thị trưởng Tôn. Các vị à, bà con có mặt ở hội trường, mọi người hãy nhìn cho kỹ đây. Cái này chính là bằng chứng phạm pháp của thị trưởng Tôn. Thị trưởng Tôn, ngoan, anh thật quá lợi hại rồi. Không phải anh vừa mới bình phục hả? Thì lập tức có thể rượt đuổi chạy phà phà luôn. Tôi nghĩ là anh có thể tham dự hoạt động người sắc đẳng cấp đó. Hay là kỹ thuật y học bây giờ quá tiến bộ, có thể để một người hôn mê lâu như vậy lập tức sống lại mạnh như rồng, như hổ luôn. Tài liệu đó là giả. Ai dám công bố là ai đã phạm pháp, tôi cho mấy người biết. Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Lưu Quý Phân, tài liệu đó là ai đưa cho bà? Có phải ông chủ sợ thiên hạ không lộ của bà không? Mấy người đúng là đánh không có gì chi làm mà. Anh hai, đúng là anh đã giả hôn mê. Anh càng ngày càng quá đáng nha. Kiến Định, tại sao con lại làm như vậy? Con làm như vậy là lừa gạt xã hội. Đủ rồi, mà đừng có dạy đời tôi nữa. Mấy chuyện này do Lưu Quý Phân và Hiểu Định gài bẫy tôi. Tôi là người bị hại. Vậy nói tôi nghe đi. Chuyện anh hôn mê là ai gài bẫy hãm hại anh vậy? Nè, thị trưởng Tôn à, anh đừng có nói là muốn hôn mê hay không là chuyện của cá nhân anh đó nha. Không phải đâu, bây giờ anh đang lừa gạt xã hội công chúng, nên tốt nhất là anh mau khai ra hết đi, nhanh lên. Nghe chưa? Kiến Định, con nói thật đi. Có phải là con cố tình hãm hại dì ba, cho nên mới làm bị thương, giả vờ nghiêm trọng như vậy? Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ dì ba bị truy nã, cũng là vì tội danh này. Diệp chị bá à, anh có nhìn thấy không? Cái tên thị trưởng Tôn này, hắn là giả vờ hôn mê bất tỉnh để gạt mọi người. Cho nên anh không cần phải trốn nữa, anh mau ra đi, trả lại trong sạch cho mình.